nó được 4 tháng rồi. Cái loa này nói nhiều nhỉ, nói thêm tới nãy nó không hỏng loa à. Trẻ nghe thấy chim hót này. Tôi đây tết tèo. Đấy. Cuối cùng cái loa nó cũng tắt. Con mồi đặt đâu? Dạ cháu để ở ngoài cây chuối kia chú ơi. Lên chết nha, ăn hà quá là may luôn, có người vào.